Hello anh em nha, bữa nay là 23 Tết, đưa ông 8 giờ tàu thì cũng dừng hết tất cả các đơn hàng để gửi cho anh em. Nếu khu vực gần á, thì anh em nào cần á, thì có thể giao được cho anh em có Tết để mà đi đánh chim nha. Sản phẩm bên em thì còn làm có sẵn ra được mấy cá như thế này. Đó, như anh em xem đây, hàng này là hàng trắng bìm điệp, đang mắc cáo, móc ti đồng, rất là đẹp nha anh em. Đó, còn sản phẩm bên này là lập gấu tròn, nang nó sẽ rộng hơn. Cái sản phẩm lập gấu tròn này là bên em bán trước rồi, còn cái mẫu lập mắc cáo này thì mới ra mắt cho anh em khoảng 2 tháng nay thôi. Đó, có sẵn này, anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì có thể gọi để mà đặt trước, qua Tết thì em sẽ gửi cho anh em liền, tầm khoảng mùng 6 đến mùng 8 Tết thì bắt đầu gửi hàng nha. Đó, thông báo cho anh em biết có mình đi đánh cho mùa xuân. Cái mùa này thì mùa xuân là đánh cu là ngon nhất anh em, trong tất cả các mùa, bốn mùa thì mùa xuân là đánh chim ngon nhất, không khí trời nó rất là ấm trời nên con chim cu tất cả các chồng hoa đầu nở. Đó, chim đều nó hót rất là căng ha. Rồi, sản phẩm anh em là đi toàn bộ là inox hết nha anh em, inox còn một số thì bằng thép, như con bật lò xo thì bằng thép, còn cái la này làm cái móc thì bằng sắt. Nói chung là em phải sơn lại hết nha anh em, sơn lại hết. Đó, la là bằng sắt, sơn ngụy trang lại hết nha anh em, không có vấn đề gì hết ha. Rồi, thì clip này chắc cũng kết thúc lại một năm cũ đã trôi qua. Clip này là clip cuối cùng em quay trên YouTube ha. Cũng kính chúc khách hàng có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ha. Anh em nào mà đã luôn ủng hộ em suốt thời gian qua rồi thì năm mới nếu có nhu cầu thì mong anh em ghi lại ủng hộ shop tiếp nha. Em xin kết thúc clip tại đây, cảm ơn anh em đã xem clip ạ.